kính chào quý khán thính giả của bộ đề phật quốc tv rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Huyền Châu giảng câu xá luận quyển 1. Sau đó, cô Tâm Nhược giảng kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học câu xá luận quyển 1, Thầy Huyền Châu giải thích về căn đắc quả phần 2. Nhờ hiểu được tính chất của 22 căn nên người tu mới vận dụng đặc điểm của chúng, hoặc để vung trồng, hoặc để đoạn trừ thì mới sinh trưởng công đức. Với thành quả chứng đắc siêu việt thì một vị đắc quả A la hán do hoàn toàn ly dục tham, do chín căn chứng đắc, tuy có sự khác biệt tùy theo địa, nhưng quả vị này chỉ thích hợp một căn xã. Luận sư cũng phân tích cho biết vì sao luận văn nói có 11 căn chứng đắc, quả thứ tư mà không nói do chín căn Điều này có nghĩa là có trường hợp xảy ra cho vị thánh giả sau khi thối thất thì trở lại chứng đắc hoặc trong cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc, cảm thọ xã. Liệt kê cho đủ cần là như vậy nhưng nhất định chỉ do chính căn thôi vì cả ba cảm thọ này không khởi một lúc. Thêm nữa, một vị đã đắc tam quả bất hoàng thì chẳng thể rơi rớt trở lại nữa. Nói về các căn nào thành tựu thì luận giải rằng thành tụ một trong ba căn ý mạng và xã thì sẽ cùng thành tụ cả ba nếu thiếu sót một trong ba thì các căn khác chẳng thể thành ngoài ba căn này thì các căn khác không nhất định thành tụ hoặc không thành tụ ba căn này luôn gắn kết và không thể tách rời nhau được vì hữu tình tồn tại trong mạng ý và xã chỉ khi sức của xã không thể tồn tại thì chấp trước xuất hiện ý căn mất định tĩnh rồi khiến cho vọng nghiệp khởi lên thì thân mạng thọ nhận tùy theo cấu trúc được sinh ra hữu tình ở vô sắc giới không có thân căn nam nữ hoặc không thành tựu mắt tai mũi lưỡi nếu ở dục giới thì chưa xuất hiện hoặc có rồi lại mất hoặc bị hư hoại khiếm khuyết ở trong hàng dị xanh không phàm không thánh trong các định thứ tư thứ ba và vô sắc giới thì không thành tựu lạc căn hỷ căn cũng vậy hạng này sinh trong sắc và vô sắc giới không thành tựu khổ căn tất cả những vị đã ly dục tham thì ưu phiền căn không còn nếu không thì ngược lại hạng nhất xiển đề có tà kiến điên đảo đoạn thiện căn không thành tựu định như tín tấn niệm định tuệ tất cả dị sanh và vị đã trụ quả nhất định không thành tựu định căn vô lậu thứ nhất chỉ cho vị chi đương chi căn dị sanh hàng kiến đạo bậc vô học không thành tựu căn vô lậu tiếp theo chỉ cho dĩ chi căn còn dị sanh và hàng hữu học lại không thành tựu vô lậu cuối là cụ chi căn ngoại trừ các trường hợp đã nêu trên thì các trường hợp khác các căn đều thành tựu luận văn tiếp tục nêu lên nhiều khả năng thành tựu khác gồm có lạc căn thành tựu, thân căn thành tựu, nhãn căn thành tựu, nhĩ tỷ và thiệt căn thành tựu, hỷ căn thành tựu. Trong tỉnh lự thứ hai do xã sơ thiền nên không có thọ lạc, lại chưa chứng tam thiền nên chưa biết diệu lạc. Do vậy được giải thích đây chỉ là lạc căn nhiễm ô ở ngưỡng cửa của tỉnh lự thứ ba. Các tổ hợp thành tựu khác còn được liệt kê như khổ căn, nữ căn, nam căn, ưu căn, tín căn, vân vân. Luận sư nhấn mạnh mạng căn nhất thiết phải lưu giữ mới có cụ chi căn thành tựu, thể hiện hình hài một a la hán. Sau nữa là dĩ chi căn và vị chi căn thành tựu. Hành động tinh tấn tiếp tục kiên trì học Phật pháp mới đặt trọn vẹn niềm tin mà hướng tâm tu tập cho đặng sự giác ngộ giải thoát chính là có định lực thành tựu. Biết nuôi dưỡng sự chuyên tâm học hỏi giáo pháp cũng như biết tăng trưởng huân tập các pháp thiện lành thì dần dần đẩy xa mọi thứ vô minh si ám. Tính tấn niệm định tuệ được vun bồi nuôi dưỡng đúng cách trên nền tảng giới định tuệ giải thoát giải thoát chi kiến với nhận thức đúng đắn thì quả vị chứng đắc chỉ là thời gian. Vào giờ học kinh Lăng Nghiêm, cô Tâm Nhật giải thích viên thông kiến đại mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã tu tập thông suốt hoàn mãn. Vốn dĩ người tu theo cách niệm Phật nhưng tâm không chuyên chú, lại không kiên trì thì sự tương ưng chẳng thể đến được nói gì việc thành tựu. Vì một đàn chuyên nhớ như Phật hết lòng thương nhớ chúng sinh, còn một đàn chuyên quên như chúng sinh không bao giờ nhớ nghĩ đến Phật, nên có gặp nhau mà không thể thấy nhau là vậy. Phàm phu ngày cũng như đêm bị năm món dục lạc lôi kéo, không tịnh niệm chuyên nhớ, chẳng thu nhiếp sáu căn nên mới xa dần nguồn cội, cứ mãi mãi trong trần lao phiền não. Nếu thật sự thức tỉnh với kiến văn giác chi thì định lực trong chánh định mới có cơ thành tựu chuyển biến như ý như nguyện của đại hùng đại lực từ đại thế chí bồ tát như vậy chuyên chú niệm phật kết hợp với thúc liễm sáu căn thật tinh chuyên thì chẳng phải sớm sẽ gần phật thành phật hay sao niệm phật được như vậy chính là nương nhờ và công đức phật khác gì được sông ướp hương thơm thì cùng được thơm lây người điều phục sáu căn và niệm danh hiệu phật với tâm thanh tịnh không gián đoạn cho đến chánh định thì đây là phương pháp hay nhất. Bồ Tát Quán Thế Âm vang danh với pháp quán thanh âm mà thành tựu viên thông nhĩ căn nay ngài đem pháp này truyền lại cho mọi người cùng thực tập đây chính là cái nghe không tiếp nhận từ nơi nhị thức vì cái nghe này có phân biệt có sinh diệt có chấp trước do bị lôi kéo hướng ra ngoài rồi xin phân định tốt xấu hay dở kết thành sự ràng buộc còn trở về nhận biết với tánh nghe, chỉ vận dụng trí sáng quán chiếu của tâm chính là không chạy theo cái nghe của trần cảnh, của vọng thức sai sử. Do vì mê mờ nên nhận biết bởi thức, chỉ riêng trí huệ mới phát sáng chính nơi tâm không vọng động, mới là như lai tặng tánh. Hướng thế gian lại theo dòng sinh tử luân hồi và hướng xuất thế gian muốn lìa bỏ trầm luân sinh diệt vĩnh viễn để bước vào dòng pháp tánh của Bậc Thánh. Hai hướng việc thật rõ ràng, không theo âm thanh thì chẳng thể bị trói buộc, và rồi tướng động tĩnh cũng chẳng còn. Tánh nghe nay đã thoát niêm nghĩa là vắng bạc không sinh lại, cũng không còn hạn cuộc trong sắc ấm, thỏ ấm. Nó phải vượt thêm lên đến độ biết mà chẳng biết, giác cũng chẳng giác, năng giác và sở giác cùng vắng lặng không chấp trước cái biết và cái được biết, cho đến cái trí biết về không cũng dứt bạc để khỏi chấp chặt nơi tánh không nữa. Nếu vẫn còn ý niệm để diệt là vẫn còn sinh diệt, nên biết phản văn văn tự tánh cho đến tịch diệt hoàn toàn mới là rốt ráo viên thông. Người học tu phải thường xuyên học Phật Pháp mới mong tìm thấy cho chính mình một phương pháp thích hợp nếu không học pháp thì không thể hiểu được phật đã chỉ bày điều gì lại không biết chọn pháp gì mà thực hành tu sửa như vậy khác gì có gặp phật mà chẳng thấy phật còn như phật lại biết con mình có phật tánh rồi sẽ thành phật nên đã chỉ bày cho trăm nghìn phương cách tu tập nhưng chúng không học không nghe mỗi ngày càng rời xa nguồn cội phật tử muốn ngộ đạo phải nên học đạo muốn được tiếp dẫn và độ thoát càng phải kiên trì học đạo, đừng chấp chồng nghiệp ác thêm nữa. Nhờ học Phật rồi nên sẽ tin Phật hơn nữa, mà hành trì siêng năng tinh tấn hơn cho đến ngày thành tựu. Các vị Bồ Tát đã diễn bày đủ mọi viên thông, tùy mỗi phạm trù mà các ngài thể hiện và chứng đắc. Chúng ta cũng nhờ vào đó mà vận dụng để thực hành văn tư tu thì mới đúng thật nghĩa tiếp độ như hằng mong mỏi. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, Thầy Thanh Nguyên giảng vi diệu Pháp. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ được học phi diệu pháp do thầy Thanh Nguyên giảng và kinh lăng nghiêm yếu lược qua lời giảng của cô Tâm Nhật. Lớp sơ trung đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ được học kinh viên giác cho cô Tâm Nhật Giảng và thầy Thanh Nguyên giảng kinh Trung Bộ. Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoàng pháp khác kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bồ đề phật quốc org các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy phật pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến thầy huyền châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc Tọa Lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.